Mọi người hãy cổ vũ tinh thần chống dịch của nước Việt Nam ta qua bài hát cùng nhau đánh tan Covid. Dựa trên nền nhạc của bài hát Bác cùng chúng cháu hành quân, mong mọi người hãy cùng nhau nâng cao ý thức của mình để cùng toàn đảng, toàn dân chung tay chống dịch. Lâu nay chính phủ cùng toàn dân ta chống dịch, đẩy lùi Covid, nước Nam ta quyết giành chiến thắng. Dù gian nan dẫu khó khăn ta chẳng sợ, cách ly khoanh vùng đảng ta ra sức quyết liệt. Toàn dân ta ơi, nhớ nhắc nhau chấp hành tốt hơn. Ta đi đâu phải nhớ khẩu trang, mang theo bên mình dung dịch rửa tay sát khuẩn để an toàn tuyệt đối. Mỗi người chúng ta hãy nhớ những lời Bác đam, ý thức ta chấp hành cuộc chiến chống dịch thành công. Khi đi xa về từ nơi nào có dịch, mọi người khai báo để cách ly an toàn tuyệt đối, bảo vệ người thân để nước Nam ta an toàn. Quê hương gian rộng vòng tay ôm lấy mình, thì mình phải biết chớ dối gian trung thực nhớ chưa. Ta cách ly 14 ngày thôi, nhưng mang an toàn đến cho tất cả mọi người. Vậy ta phải tự giác chấp nhận cách ly, đừng nghĩ có điều tiên tri. Ý thức ta chấp hành, đất nước ta càng bình an. Thực hiện lời tuyên truyền của Thủ tướng Chính phủ, cùng toàn đảng, toàn dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Xa về từ nơi nào có dịch, mọi người khai báo để cách ly an toàn tuyệt đối, bảo vệ người thân để nước Nam ta an toàn. Quê hương giang rộng vòng tay ôm lấy mình, thì mình phải biết chớ dối gian trung thực nhớ chưa. Ta cách ly 14 ngày thôi, nhưng mang an toàn đến cho tất cả mọi người. Vậy ta phải tự giác chấp nhận cách ly, đừng nghĩ có điều tiên tri. Ý thức ta chấp hành, đất nước sẽ càng bình an. Bao nhiêu con người cùng sống pha lên đường, đội ngũ y tế đã dốc sức dốc lòng chiến đấu. Bộ đội của ta vác ba lô đi lên rừng, bao nhiêu tấm lòng mạnh thường quân quyên góp tiền để cùng đất nước góp sức chung tinh thần nước ta. Ta chung sức thể quyết đồng tâm chiến thắng Covid, vẻ vang Việt Nam chống dịch để cùng một chỉ hướng quyết phải đánh tan để biết sức mạnh nước Nam. Ta quyết tâm đồng lòng cuộc chiến chống dịch vẻ vang, ta quyết tâm đồng lòng chiến thắng chống dịch vẻ vang, ta quyết tâm đồng lòng chiến thắng chống dịch vẻ vang. Mong Việt Nam và toàn thế giới sẽ đẩy lùi được dịch bệnh để ổn định kinh tế, để tất cả mọi người được bình an.